Giá heo hơi ngày 28 tháng 7 trên cả 3 miền tiếp tục giảm 1.000, 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 58.000, 63.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc, cụ thể tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình giá heo hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng 1 kg xuống 62.000 đồng 1 kg. Tương tự Tỉnh Yên Bái cũng giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 61.000 đồng 1 kg, các địa phương còn lại không thay đổi. Tại Hà Nội, Hưng Yên heo hơi đang được thương lái thu mua với mức cao nhất cả nước 63.000 đồng 1 kg, còn tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định ở mức thấp hơn 61.000, 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 61.000. 63.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 60.000 đồng 1 kg, các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tỉnh Thanh Hóa giá heo hôm nay ở mức cao nhất toàn miền 61.000 đồng 1 kg, cùng được thương lái thu mua với mức 60.000 đồng 1 kg là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam. Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Còn heo hơi tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận đạt mức thấp hơn 59.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 59.000, 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam, cụ thể, tỉnh Trà Vinh giá heo hôm nay giảm 2.000 đồng 1 kg xuống 58.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Long An, Kiên Giang, Bạc liêu giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 60.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Vũng Tàu giá heo hơi đi ngang, hiện được thu mua với mức 60. 000 đồng, kg, trong khi đó, tỉnh Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng ở mức thấp hơn 58.000, 59.000 đồng 1 kg, như vậy. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng từ 58.000, 60.000 đồng 1 kg.